Mùa mưa đã đến. Đâu là những hạng mục cần kiểm tra và bảo dưỡng trên chiếc xe của bạn để giúp việc lái xe an toàn hơn vào mùa mưa? Đầu tiên là hệ thống phanh cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong tình trạng tốt nhất, vận hành ổn định, đặc biệt là vào mùa mưa. Tiếp theo là phần lốp xe. Nếu như lốp xe bị mòn hoặc áp số lốp không đúng sẽ dẫn đến hiện tượng hiệu quả phanh bị kém, độ bám đường kém và gây nguy hiểm khi lái xe. Đừng quên hệ thống gạt nước. Gạt nước phải hoạt động tốt để giữ tầm nhìn rõ khi trời mưa. Lưỡi gạt cần được thay thế định kỳ từ 6 đến 12 tháng hoặc có hiện tượng hư hại do điều kiện thời tiết. Kiểm tra nước rửa kính đảm bảo luôn đầy để làm sạch kính chắn gió khi cần thiết. Sử dụng nước rửa kính bằng dung dịch chuyên dụng để đảm bảo khả năng làm sạch hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường ống do bị đóng cạnh. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng rất quan trọng. Hãy đảm bảo đèn pha, đèn hậu và đèn tín hiệu đều hoạt động tốt vào mùa mưa. Vào thời tiết mưa và ẩm ướt, hệ thống lọc điều hòa cũng cần được kiểm tra và vệ sinh định kỳ để tránh mùi hôi hay ẩm mốc bên trong xe ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Khoang động cơ dễ bám bẩn vào mùa mưa. Hãy kiểm tra và vệ sinh khoang máy để giúp động cơ được tản nhiệt nhanh hơn trong quá trình vận hành, giúp các chi tiết bên trong động cơ được bền bỉ và có tuổi thọ lâu hơn. Cuối cùng, hãy kiểm tra bình ắc quy, đảm bảo cọc nối bình ắc quy chắc chắn, không bị ăn mòn. Bình ắc quy luôn trong tình trạng tốt nhất để đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống điện. Việc bảo dưỡng xe đúng cách sẽ giúp bạn an tâm hơn khi lái xe vào mùa mưa. Đừng để thời tiết xấu ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn. Hãy luôn mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen trên toàn quốc để được hỗ trợ.